Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Riaki Live, kênh thay thế cho Riaki Gaming. Vì kênh Riaki Gaming liệm rồi. Đấy, thì trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau xếp hạng tất cả những cái súng vũ khí phổ biến ở trong FIFA đấy, trừ mấy cái đồ cận chiến nhá. Đấy, cận chiến thôi. Đấy, thì lý do vì sao mà mình lại có cái series này, thì cái series này là một trong series mà anh em rất là yêu thích. Lần trước thì mình đã ở trên kênh Ria Gaming ấy có hai cái video, một là xếp hạng tất cả nhân vật và hai là xếp hạng tất cả con pet, thì các bạn đã có rất là nhiều những cái tranh luận và chúng ta cũng đã cùng nhau làm gọi là hiểu hơn về game Free Fire. Thì có rất nhiều bạn bảo là bây giờ làm list xếp hạng tất cả các súng ở trong Free Fire đi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến, và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn danh sách của 49 cái khẩu súng phổ biến mà bây giờ chúng ta đang dùng trong Free Fire, bao gồm hai chế độ sinh tồn và chế độ tử chiến. Mình sẽ loại bỏ bớt đi một số những cái súng mà nó không nằm ở trong tử chiến, cũng không nằm trong sinh tồn. Ví dụ như là CG15 này hay là khẩu COD này, bây giờ nó không nằm ở trong game nữa nên mình sẽ bỏ ra. Đấy, những khẩu đó thì bây giờ chúng ta không loot được nữa, hay là MGL140 nó chỉ xuất hiện ở trong những cái chế độ chơi giải trí thôi. Và đây là tier list của OB41 nha anh em nhá. Thì trong chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp và phân tích xem là súng nào thì đang là súng tốt để cho chúng ta có thể sử dụng. Ở đây thì như thường lệ chúng ta vẫn sẽ có 5 bậc. Đầu tiên là bậc S. S tier là dành cho những cái súng mà nếu mà nhặt được thì bắt buộc sử dụng. Đấy, bắt buộc sử dụng, nhặt được vì nó đang là những cái tốt nhất. Đấy, và nó sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho các bạn trong cái việc mà hạ gục đối phương. A là những cái súng rank A, thì là những tier list A. Tier A thì là những cái súng mà chúng ta sẽ có thể gọi là sử dụng tùy theo tình huống, nhưng mà là những súng nên dùng, tức là nếu mà nhặt được dùng thì tốt. Đấy, tiếp theo là súng B, tức là súng nhặt dùng cũng được mà không dùng không sao. C là những súng mà bắn các bạn không 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 nên dùng. Đấy, và D là những súng mà chỉ để quăng vào sọt rác thôi, cho vui thôi. Đấy, thì đây là S A B C D, thì các bạn hiểu nó là như vậy. Đấy, nhắc lại một lần nữa nha, S là súng mà xịn nhất, ngon nhất trong game thời điểm hiện tại, mạnh nhất, hợp meta nhất, nên dùng. A là những súng nên dùng vì nó tương đối mạnh, tuy nhiên nó sẽ không mạnh bằng những cái rank S. Đấy, B là những súng mà dùng cũng được, không dùng không sao. Và C thì là những súng mà không nên dùng, và D là những súng mà dùng thì chỉ có đi bụi thôi. Đấy, nhưng mà thường thì có lẽ là về xếp hạng về súng thì có lẽ là rank D thì có khi là ít 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 khi mà có súng rơi vào rank D. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả những súng hiện tại trong FIFA nha. Đấy, theo danh sách luôn, alpha B luôn. Đầu tiên là AC80. AC80 thì AC80 mình nghĩ ở thời điểm hiện tại nó sẽ nằm ở tier A. Tại vì là trước đây ý, thì ở trên phiên bản trước đây AC80 sẽ nằm ở tier S. Tuy nhiên thì ở phiên bản OB41 thì AC80 nó đã bị giảm sức mạnh đi rồi. Thế nên có lẽ bây giờ nó sẽ chỉ nằm ở tier A thôi. Khẩu AC80 thật ra dùng vẫn tốt, bắn vẫn rất là ok la. Chỉ có điều là bây giờ tốc độ bắn nó hơi bị chậm. Thế nên là việc mà đối phương né khỏi những cái phát bắn đến từ AC80 là có thể xảy ra. Và một cái điểm nữa là AC80 nó chưa có skin nâng cấp, thế nên là nó sẽ chưa thể bù lại được cái thiếu sót về tốc độ bắn ở thời điểm hiện tại. Nên mình nghĩ nó vẫn là một súng đáng chơi mà nó nằm ở tier A. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể nằm ở tier S được, tại vì mình nghĩ bây giờ ở trong các giải đấu ấy, các em thủ đã sử dụng cái AC80 ít đi rất là nhiều so với những giải đấu cho phiên bản trước rồi. Nên là có lẽ là nó sẽ chấp nhận nằm ở vị trí tier A thôi. Tiếp theo là khẩu AK. Thì khẩu AK này là một khẩu mà khá là đắn đo, khá là đắn đo suy nghĩ. Thật ra mình nghĩ AK nó sẽ nằm ở tier B, tức là dùng cũng được mà không dùng thì cũng chả sao. Tức là ví dụ như chúng ta nhặt được khẩu AK, sau đó chúng ta nhặt được một khẩu súng trường khác, ví dụ như là SCAR đấy, và có thể nâng cấp lên chip, thì chúng ta sẽ bỏ khẩu AK đi. Đấy, tuy nhiên thì khẩu AK nó vẫn có một cái lợi điểm ở chỗ đó là nó có các skin súng mạnh, ví dụ như AK dòng lửa, AK dòng xanh level 7. Và phiên bản này là một phiên bản mà khẩu AK mới là tăng sức mạnh. Đấy, và đối với những cái game thủ mà kiểu nhảy xuống mà bây giờ không biết là cầm súng gì, đấy, bắn một phát đam to luôn, thì có lẽ dùng AK là hợp lý. Và AK dùng xanh thì nó có khả năng đục keo cũng tốt. Đấy, thế nên mình nghĩ rằng là mặc dù là cá nhân mình nghĩ là nó nên ở rank B, nhưng mà bởi vì một số những cái lợi điểm về skin súng nên là mình sẽ để AK ở rank A. Và có lẽ là nhiều người ở server Việt Nam nhé là thích dùng khẩu AK, nên mình nghĩ là nó nằm ở rank A thì có lẽ hợp lý trong cái bảng xếp hạng của OB41 này, mới tăng sức mạnh mà. Còn phiên bản trước là có lẽ nó chỉ là rank B thôi. Các bạn nhớ nhá, đây là tier list của OB41. Còn có thể sau này đến OB42 nó sẽ thay đổi. Tiếp theo là AN94. AN94 có lẽ là rank C.
Tại vì AN94 kể cả khi đã có skin nâng cấp, có các thứ rồi, nhưng mà cái độ chính xác của AN94 vẫn rất là thấp so với các khẩu súng trường khác. Nếu như bây giờ phải lựa chọn một súng bắn chính thì không bao giờ mình lựa chọn AN94. Đấy, không bao giờ mình lựa chọn AN94, bắn rất khó để có thể có những mạng hạ gục. Ở trong phiên bản trước thì chúng ta chưa có cái giáp nano ấy, thì AN94 có thể nó nằm ở rank B, dùng cũng được, không dùng không sao. Nhưng mà bây giờ thì với cái việc mà nó bắn quá thiếu chính xác thì mình nghĩ là cầm AN94 nó không có nhiều tác dụng. Đấy, cầm AN94 bây giờ bắn rất khó trúng, đặc biệt là nếu mà đối phương chạy đi xa rồi thì cái khả năng mà chúng ta gây được sát thương cũng như là bắn trúng đối phương ở thời điểm hiện tại rất là khó, kéo đầu cũng rất là khó luôn. Nên mình nghĩ là AN94 nó sẽ cần phải có một sự cải thiện gì đó. Nếu như AN94 có thể lắp được nòng, thậm chí là nó có thể nằm ở rank A, nhưng AN94 không lắp được nòng, không có độ chính xác, không có giảm thanh thì rất khó nó được lựa chọn. Và mình nghĩ là nó nằm ở nhóm C, tức là nhóm mà không nên sử dụng ở thời điểm hiện tại. AUG sẽ nằm ở nhóm B. AUG là một súng mà theo kiểu gọi là trung bình cộng ấy, tức là mỗi thứ nó mạnh một chút. Có những lúc thì AUG rất là ngon. AUG thì mình nghĩ là ở trong tử chiến các bạn thích sử dụng hơn vì giá nó rẻ và nó bắn sát thương nó cũng được. Tức là khẩu này là một khẩu trung bình, tức là vừa có ống ngắm này, bắn cũng trung bình. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhặt được một khẩu súng trường tốt hơn thì chúng ta sẽ vứt khẩu AUG đi. Đấy, thế thực ra là mà AUG thì có một điểm nữa là các cái skin của nó không phải quá mạnh. Hiện tại skin mạnh nhất vẫn là skin thời không, hai tốc bắn bộ chính xác thôi. Và có lẽ nếu như mà khẩu AUG này có skin nâng cấp thì nó sẽ ở rank A và thậm chí nó có thể lên rank S nếu như mà skin nâng cấp mới ngon. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ nó chỉ ở rank B thôi nha anh em nhá. Tiếp theo là AWM, không phải bàn rồi. AWM chắc chắn là rank S, một khẩu súng mà bắn 165 sát thương, bắn 160 sát thương, bắn hai phát là đi. Nếu mà ông nào biết dùng AWM mà không cần bật ống ngắm, hoặc là AWM mà có khả năng snap tốt thì rõ ràng là ở thời đại súng bắn tỉa này thì nó quá bá như một con cá luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Thế nên là AWM chắc chắn là tier S. Khẩu Bizom, khẩu này thì nó sẽ nằm ở giữa tier S và tier A. Mình sẽ để nó ở tier S, tại vì ở thời điểm hiện tại thì nó có cái skin cảnh vệ ma thuật rất là mạnh, nó cộng độ chính xác, cộng xuyên giáp. Khẩu này là một khẩu nó tương đối toàn diện nhá, tức là nó sát thương nó vừa to. Nếu có skin cảnh vệ ma thuật thì độ chính xác nó tốt, tốc độ bắn nó cũng nhanh, nó gắn được cả ống ngắm. Và bên cạnh đó thì cái giá nó trong tử chiến rất là rẻ, nó có 1.300 thôi. Thế nên là tất cả những cái trận lật kèo ở trong những cái game thua đều là đến từ khẩu Bizom để hết. Thế nên đây là một khẩu mà mình nghĩ rằng là nó sẽ nằm giữa tier A và tier S. Đấy, các bạn có thể xem nó vào tier A cũng được, nhưng mà cá nhân mình thì mình có một chút thiên vị dành cho khẩu này nên mình sẽ để nó ở tier S, bởi vì nó đang là cái khẩu tiểu liên mà có thể gọi là rất hợp meta ở thời điểm hiện tại. Đấy, và đặc biệt hợp meta ở trong chế độ tử chiến, kể ở trong chế độ chạy bo sinh tồn thì cầm khẩu Bizom này cũng rất là uy tín. Thật sự luôn, cầm khẩu Bizom rất là uy tín, khẩu này cũng rất là dễ kiếm, rất là dễ tìm, bắn rất uy tín, và đặc biệt là cái skin nó cũng rất là rẻ, cái skin cảnh vệ ma thuật rất rẻ và nó rất mạnh, cộng độ chính xác, cộng xuyên giáp rất là ngon. Đây là Bizom mình sẽ để nó TS nha anh em nhá. Tiếp theo là khẩu chim gõ kiến, kiến gõ chim. Chim gõ kiến này thì ở trong phiên bản cách đây vài phiên bản thì nó rất mạnh, nhưng có lẽ bây giờ nó sẽ chỉ nằm ở tier B thôi. Chim bộ kiến bây giờ cái sức mạnh của nó bắn nó không thể sốc đam giống như là những cái khẩu ở tier A, tier S. Thế nên là cái khả năng mà nó hạ gục đối phương, thật ra bây giờ nếu mà cho lựa chọn giữa AC80 và chim bộ kiến ấy, thì nhiều người vẫn thích AC80 hơn. Khả năng sát thương mà hạ gục đối phương chắc chắn hạ gục đối phương vẫn tốt hơn so với chim bộ kiến. Chim bộ kiến thì nó có thể lên rank A, tier A với những bạn mà có khả năng kéo tâm vua đầu tốt. Đấy, vì tốc độ bắn của nó vẫn là ok, nhưng mà sát thương của nó hơi bị nhỏ so với mấy khẩu súng tỉa, so với khẩu súng trường tầm xa khác, thì có lẽ mình để nó rank B. Tức là nếu cho các bạn nhặt được mà không có sự lựa chọn nào quá hợp lý thì các bạn cứ để dùng cũng được. Còn nếu mà có một sự lựa chọn hợp lý hơn về súng trường ấy, chúng ta sẽ vứt nó đi. Thế nên là nó sẽ nằm ở rank B thôi. Tiếp theo là chim bói cá, cá bói chim. Chim bói cá thì có lẽ nó ở rank C, nó tương tự như câu chuyện AN94 ấy, tức là nó không quá mạnh, nó không quá yếu. Nhưng mà thực tế là cầm nó cũng không mang lại hiệu quả gì quá nhiều. Chim bói cá thì có thể nó sẽ nằm ở rank B. Khi mà các bạn có thể sử dụng nó như là một phương án gọi là chữa cháy ở trong những cái trận đấu mà các bạn bị thua ở trong tử chiến. Đấy, các bạn mua nó với một mức giá rẻ, mình nghĩ nó rank B thì ok hơn. Đó, có thể là mình khó tính thì mình sẽ để nó rank C. Đấy, nhưng mà cũng có thể cho rank B cũng được, và mình để nó rank B cũng được. Tức là so với AUG thì cái câu chuyện nó cũng tương tự với khẩu AUG ấy. Nó là mấy cái khẩu kiểu thường thường bậc trung, tức là những cái khẩu mà dùng cũng được, không dùng không sao, mà các bạn dùng một thời gian trong trận đấu sinh tồn các bạn vứt đi thôi. Đấy, tiếp theo là Desert Inger. Desert Inger thì rõ ràng nó ở rank A.
Đây sẽ nghi ngờ nếu như chúng ta có khả năng kéo tâm vuốt đầu thì nó sẽ nằm ở rank A. Khẩu này thì nó không có trong sinh tồn, chúng ta chỉ đánh giá nó trong tử chiến thôi. Nhưng mà DE rõ ràng là rank A. Với những bạn mà có khả năng kéo tâm vuốt đầu bắn phát chết luôn. Mà chả hiểu sao có quả súng lục bắn xa vãi trưởng. Bắn xa vãi trưởng mà bường. Pharmac chắc chắn rank S rồi. Phiên bản này là phiên bản của Pharmac. Cộng xuyên giáp, cộng sát thương khi bật ống ngắm, tăng tốc độ bật ống ngắm, Pharmac chip 3 bắn phải gọi là ôi rồi ôi luôn. Bạn nào mà xem VFL mà xem giải đấu thì thấy là Pharmac dạ xoa 3 chip nó bắn phải gọi là hủy diệt. Trận nào cũng hai mấy mạng nằm xuống dưới Pharmac thì chắc chắn Pharmac bản này là TS không thể che vào đâu được. G18 thì nó sẽ ở rank B, nó sẽ ở rank B thôi. G18 thì cũng không có quá nhiều sự tranh cãi. Tại vì G18 là một cái khẩu mà bắt buộc chúng ta phải dùng trong tử chiến thôi, trong những game đầu tiên. Và nó theo kiểu là dùng được chả dùng chả sao. Có một số ông vẫn dùng USP và ông đi ném lựu. Đấy, nên G18 ở rank B thôi nhá. G36 nó cũng sẽ nằm ở rank B hoặc rank C. G36 thì nó có một lợi điểm hơn so với cả N94 là dù sao nó bắn ok hơn, tầm xa cũng khá là ổn. Rồi nó chuyển qua cái chế độ tốc độ bắn rất là tốt, nhưng mà bắn một lúc thì cũng vứt đi thôi. Tức là dùng được không dùng được. Tôi nghĩ là cái rank B này sẽ là một cái rank mà có rất nhiều súng. G36 thì cái điểm dở G36 hiện tại nó chưa có một skin nào quá mạnh cả. Mấy skin G36 bây giờ hiện tại trừ cái skin mà ấy mà nó cộng 2 xuyên giáp ấy thì skin khác nó không ok lắm. Và kể cả cái skin mà đẹp đấy của G36 ấy thì thực tế là có đưa vào trong trận đấu, có cầm trong trận đấu nó vẫn thua những khẩu súng trường khác. Thế nên nó sẽ nằm ở rank B. Đấy, được cái G36 nó rẻ. Đấy, G36 nó rẻ. Groza chắc chắn rank S rồi. Bây giờ nhặt được súng không dùng Groza thì mình còn dùng súng gì nữa? Thế nên chắc chắn Groza nó sẽ nằm ở rank S. Cái này thì không phải bàn. Và sức mạnh của nó là cái ghế vì nó không phải bàn. Tiếp theo là K98 xin phép cho súng rank C. K98 là cái súng mà từ sau cái quả mà nó sửa cái quả chip, bây giờ chip 1, chip 2 nó chả có một cái sức mạnh gì đặc biệt cả. Bây giờ bắt buộc phải nâng lên chip 3. Mà nâng lên chip 3 thì nói thật là nó hơi buồn. Đấy, nâng lên chip 3 bắn vẫn không bằng những súng bắn tỉa khác. Tức là bây giờ K98 đúng kiểu con ghẻ của Free Fire. Mà cái khẩu K98 này là một trong khẩu mà ra đời tương đối sớm trong Free Fire nhé. Mà chả hiểu sau bao năm nó vẫn không được mạnh. Có một thời nó đã từng là một nỗi ám ảnh ở trong tử chiến. Khi mà nó auto ghim tâm. Cái thời mà chưa có 3 chip ấy. Mà cái thời mà còn là K98i hay K98z thì tôi không nhớ lắm. Đấy, hồi đấy thì kinh. Nhưng mà nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn thôi. Sau đó thì bên Ghana Free Fire họ kiểu đúng kiểu con ghẻ. Buồn. Tiếp theo là M4A1. M4A1 chỉ có thể ở rank B cho dù nó có skin nâng cấp. Nhưng so với các súng trường khác, M4A1 nó vẫn đang thiếu đi một cái sức mạnh gì đó. Đấy, cái skin nâng cấp của nó cũng không phải là quá mạnh. Nói chung M4A1 nó là một cái khẩu mà tốc độ bắn thì nó cũng không phải là quá cao, sát thương cũng không phải là quá cao, độ ổn định thì cũng tạm được. Tức là nó là một khẩu súng nó rất là bình thường, nó rất bình thường. Chỉ có điều nó hơn những cái khẩu khác trong rank B là gì ạ? Cái khẩu A trong rank B thì cái khẩu M4A1 này nó có thêm chip. Nếu các bạn cho nó thêm rank A cũng được. Nó có thể nằm ở rank A, nó có thể ngang với AK. Tức là ví dụ như là ngoài việc là dùng AK thì tôi có thể cầm M4A1 cũng được. Sau đấy chắc là tôi cũng sẽ vứt đi thôi. Nhưng mà cũng có một số trận thì mình sẽ cố gắng là dùng M4A1 đến cuối. Tại vì M4A1 nếu mà nâng lên 3 chip rồi thì vứt đi phí á. Mấy khẩu mà nâng lên 3 chip như M4A1 bây giờ các bạn nâng lên 3 chip rồi vào bảo vào trong trận đấu bạn vứt đi thì phí. Nên có lẽ mình cũng để cho rank A. Mặc dù thực ra tôi nghĩ là vị trí của nó chả ở rank B thôi. Dùng được chả dùng chả sao. Nếu mà tôi đang có M4A1 một chip và Scar một chip thì tôi sẽ vứt cầu M4A1 đi. Thôi rồi, cứ để tạm rank B nhá. Đã thôi cho lên thôi rồi, rank B. M14 nó sẽ ở rank A. M14 bắn rất mạnh. M14 ở trong phiên bản vừa rồi nó được nâng cấp lên. Nó được thêm một chút cái sức mạnh vào việc là ngay ở cái level đầu tiên mà không cần chip ấy, nó đã có thể bắn liên thanh rồi. Nhưng mình nghĩ là M14 nó sẽ nằm ở rank A. Và ở một số trận đấu giải đấu thì M14 nó khá là có tác dụng, bắn khá tốt. Cái điểm dở duy nhất M14 này là nó chưa có một skin ở quả bá đạo cả. Hiện tại có mỗi quái thú và Giáng sinh cộng 2 tốc bắn thôi. Chứ còn bao giờ mà nó có quả M14 nhá, nâng cấp nhá, mà có 2 tốc bắn một sát thương, xong lại thêm một cái nội tại gì đấy tăng sát thương thì mời nó lên rank S. Nhưng hiện tại có lẽ nó ở rank A, các bạn nên dùng M24 khi tôi cho rank D đi. Thế chưa thấy ai dùng M24 luôn. Đấy, M24 tôi nghĩ là cái khẩu súng mà đúng kiểu là từ ngày nó đẻ ra đến giờ không ai dùng nó cả. Rất là khổ, nó có một vài thời điểm cũng có người dùng. Nhưng mà đúng là kiểu
từ ngày đẻ, cha sinh mẹ đẻ giờ. Tại vì thật ra là nếu như so với những súng trường khác thì M24 cũng được, nhưng mà đứng ở cạnh các súng bắn tỉa khác thì thà tôi dùng K98 còn hơn. M24 được cái là tốc độ lia tâm, mở tâm rất nhanh, nhưng mà vấn đề là đạn nó bé quá, bắn nó một phát thì nó chạy mất luôn. Khẩu này tạm thời cho rành đề, tôi không thích khẩu này. Đấy, mặc dù thời nó mới ra tôi nghĩ là nó cũng khá ok ấy, nhưng mà đến bây giờ đúng là sau, mặc dù nó bên Nga nào đã cố gắng nâng cấp nó vài lần đúng là không ai dùng luôn. Đã là súng bắn tỉa thì phải mạnh, mà mạnh thì mình dùng AWM. Ok, tiếp theo là M60. M60 thế ở rank Nga, điều này thì không phải bàn rồi. M60 bây giờ nó chỉ đang thiếu một súng nâng cấp để lên rank S thôi. Có súng nâng cấp để lên rank S. M60 bây giờ nâng 3 chip cháy lắm, cháy máy. M79 không phải bàn nhá. M79 thì rank S luôn, M79 thì tier S luôn, không cần phải bàn. M79 thì làm gì còn khẩu nào mạnh bằng nó nữa. M82B cũng tất nhiên là tier S rồi, bởi vì bây giờ ngày trước ấy thì có lẽ là M82B sẽ là tier A, thấp hơn so với AWM, nhưng mà từ cái ngày mà con Nairi nó phổ biến ấy là không thể bắn vỡ được keo nữa thì chúng ta sẽ cần phải bắn xuyên qua cái keo đó, thì mình nghĩ là M82B bây giờ nó quay trở lại với tier S giống như là khi nó mới ra mắt. Và các skin của M82B cũng rất là mạnh, ví dụ skin bóng tối cộng xuyên giáp bắn bay người. Bây giờ M82B mà có gọi là gì ạ, có skin nâng cấp thì nó sẽ lên tier SS hoặc là SSS. Đấy thì tier S rồi, tất nhiên rồi. M249. M249 thì nó có một cái vấn đề, M249 thì nó sẽ nằm ở tier A hoặc là tier S. Thực ra M249 thì ở cái tier S ấy là những cái súng mà mọi người chắc chắn sẽ sử dụng. M249 thì thường mọi người sẽ đưa ra một quyết định là có sử dụng nó hay là sử dụng Groza. M249X thì nó sẽ nằm ở tier S, nhưng M249 thì mình nghĩ là phần đông thì nó sẽ nằm ở tier A thôi, tại vì nó vẫn sẽ là một sự lựa chọn tốt, tuy nhiên thì không phải lúc nào người ta cũng sẽ gọi là 100% sử dụng nó. M500. M500 tier B thôi. M500 thì nó cũng tương tự câu chuyện G18, tức là nếu mà chúng ta không dùng mua G18 mà chúng ta mua M500 trong thử chiến. Tiếp theo là M1014, ui tier S chặt. M1014 thì phải dùng. Đấy, không dùng hơi phí, cộng 3 chip vào bắn xa, xong phải skin nó còn khỏe cơ, long tộc huyết hỏa cũng đều khủng khiếp. Và trong giải đấu thì M1014 dùng rất là nhiều, thật sự là như vậy luôn. M1873 nó sẽ ở rank C hoặc rank D được. Ít người dùng lắm. Rồi, rank D. M1873 theo kiểu là nhặt được thì đầu game thì bắn, sau đấy thì vứt đi để dùng một cái gì khác nó có lợi hơn. Chả ai cầm M1873 đến cuối game cả. Thì mình nghĩ nó rank D. Nó giống câu chuyện M24 ấy, nó yếu. Thật ra nó vẫn có thể one shot ấy, nhưng mà nó chỉ là những tình huống hiếm khi, rất hiếm khi xảy ra thôi. M1857 nó sẽ ở rank A. Nhiều bạn sẽ muốn nó M1887 ở rank S, nhưng mà nó chỉ ở rank A thôi. Vì là nếu như mà có M1043 chip thì người ta sẽ vứt M1887 đi. Đấy, người ta sẽ không dùng M1887 trong sinh tồn. Còn trong thử chiến thì các bạn có thể dùng M1887 cũng được. Skin nó cũng khỏe, nhưng mà nó bị giảm sức mạnh đi nhiều lần quá. Và nó cũng không phổ biến lắm trong cái chuyện mà giao tranh. Dùng M1004 vẫn uy tín hơn. Thật ra thì M1887 vẫn là một súng mạnh nên sử dụng. M1917 thì câu chuyện của nó giống như là khẩu M500 và G18 ở trong chế độ tử chiến thôi. Mark 10 cũng sẽ là một khẩu ở rank B hoặc là rank C. Nhưng mình nghĩ là Mark 10 nó xứng đáng ở rank B, tại vì Mark 10 trong một số trận tử chiến thì vẫn dùng vẫn ok, và trong sinh tồn thì thi thoảng nhặt được bắn cũng được, tức là vô thưởng vô phạt. Bắn khẩu này được cái là nó có một cái độ chính xác cao, cùng với cả cái khả năng là cái độ chính xác cao cộng thêm với cái việc là nó cũng khá là ổn trong cái việc là có cái giảm thanh tự nhiên. Nhưng mà thực tế là trong sinh tồn nó không có nhiều lợi thế lắm. Trong tử chiến thì còn được. Trong tử chiến thì đôi khi lôi ra bắn gây sự bất ngờ ở đối phương. Còn trong sinh tồn bắn khi mà đối phương có quả giáp 3, giáp 4 rồi thì khẩu ấy bắn không thấm. Bắn như gọi là mũi đốt inox. Đấy, thật sự như vậy luôn. Mark 7. Mark 7 thì nó sẽ nằm ở rank A ở trong tử chiến. Còn ở trong sinh tồn có lẽ nó nằm ở rank A, giữa rank A và rank B. Nhưng mình vẫn sẽ cho rank A, tại vì khẩu Mark 7 nó là một sự lựa chọn khá tín khi mà các bạn chơi chế độ tử chiến. Đấy, như vậy. MP5 mình sẽ vẫn xếp nó vào rank A. Mình sẽ xếp nó vào rank A đi. Rank A đi vì nó nâng cấp được chip. MP5 bây giờ trong sinh tồn mọi người không dùng quá nhiều. Một số trận thì cũng có dùng nhưng không dùng quá nhiều. Tại vì cái skin nâng cấp của khẩu MP5 này nó hơi dở. Skin nâng cấp của khẩu MP5 này nó hơi củ chuối một chút. Thế nên là nó không phải là một sự lựa chọn đỉnh cao ở trong chế độ sinh tồn. Trong chế độ tử chiến thì được, rẻ, nâng cấp được và thông qua thời gian nó khá là ok. MP40 trong tay sấy bay cả map.
nhiều bạn sẽ muốn đặt nó ở tier S vì thực ra nó vẫn mạnh và skin nâng cấp nó rất mạnh. Thật ra MP40 tôi muốn để ở tier A cơ, nhưng mà nghĩ đến những skin nâng cấp của nó như là mãng xà hay là tia chớp tử thần thì thực ra nó xứng đáng ở tier S. Xứng đáng tier S tại vì bắn sát thương của nó rất là to và những cái skin nâng cấp nó cũng ảnh hưởng đến cái lối chơi rất là nhiều, đặc biệt là các bạn chơi độc lang chiến ấy. Các bạn chơi độc lang chiến ấy mà các bạn có skin nâng cấp level 7, level 6 ấy, các bạn ăn chặt cái thằng kia luôn. Ăn chằn chặt luôn, thế có lẽ là nó sẽ có lợi trong một số những cái leo rank như là tử chiến hay là độc lang chiến. Đấy, còn trong chế độ sinh tồn thì đôi khi tôi cũng có sử dụng và các tuyển thủ cũng có sử dụng MP40. Mặc dù vậy thì cái xác suất nhặt được MP40 trong trận đấu nó không phải là quá nhiều. Mà thường thì có MP40 thì thường người ta có shotgun thì người ta sẽ đổi và dùng shotgun nó uy tín hơn. MP40 sấy ở giai đoạn cuối game nó không được ổn cho lắm. Nhưng có súng nâng cấp thì leo rank vẫn là uy tín. Súng ngắm điện. Súng ngắm điện mình sẽ để ở rank C. Tại vì nó tốn một slot cầm rất là to mà nó không hồi được quá nhiều máu. Nó hồi máu cũng được nhưng mà nó tốn một cái slot cầm rất là to. Thế nên là bí quá thì cầm, còn không thì thôi, bí quá thì cầm. P90 sẽ nằm ở rank B. P90 câu chuyện không khác gì mang 10 cả. Mặc dù P90 có một chút những sự nâng cấp sức mạnh nhất định nhưng mà nó y hệt khẩu Mark 10 thôi. Cũng là một câu chuyện về giảm thanh, về độ chính xác. Khẩu này được cái nó nhiều đạn, nhưng mà sát thương nó bé. Bắn nhiều khi đến cuối game bạn cầm P90, các bạn bắn mấy cái thằng mà nó có giáp 3, mất có 6, 4, 5 máu một viên ở cái tầm xa xa. Thì thật ra P90 nó chỉ ở rank B thôi. Cầm được chả cầm chả sao. Ra P90 Mark 10 thôi, muốn cho nó rank C cơ. Kiểu chả ai, chả muốn ai dùng. Parafang sẽ ở rank A nha anh em nha. Parafang sẽ ở TA. Parafang hiện tại đang rất là mạnh. Và Parafang với cái skin họa điểu mới đây ấy, nó cộng hai tốc bắn độ chính xác ấy, bắn nét là phết. Parafang này được cái là cái tổng cái lượng sát thương mà gây qua thời gian nó rất là đều. Và nó bắn rất là tốt, kéo đầu cũng rất là ổn áp. Khẩu này mà có skin nâng cấp mạnh sẽ lên được TS. Tiếp theo là hand cannon. Hand cannon đó là súng phóng lựu pháo. Khẩu này thì có lẽ là anh em sẽ để nó ở rank B. Khẩu này thì dùng được chả dùng chả sao. Khẩu này thì nó chỉ xuất hiện trong blue zone thôi, bắn xong mới vứt đi. Nhưng mà có để bắn gây sát thương thì cũng khá là ổn. RGS 50 chắc chắn là rank S. Khẩu này là khẩu bây giờ nó nằm ở vị trí súng lục mà nó bắn như một khẩu phóng lựu vậy. Khẩu này trong giải đấu hay là trong mọi chế độ chơi thì hiện tại đều phải dùng. Đấy, đều phải dùng. Không dùng khẩu này thì phá keo kiểu gì mà đạn của nó lại khá là thừa thãi. Tiếp theo là Chuck Buster. Súng sạc. Súng sạc thì ở thời điểm hiện tại nó không phải là quá mạnh. Súng sạc thì có lẽ là nó thuộc cái dạng gọi là sao ta? Súng sạc nó gọi là dạng là các bạn dùng cũng ok mà không dùng thì cũng không sao. Mặc dù là lợi thế nó không phải quá nhiều. Ở trong tử chiến nó cũng khá mạnh nhưng mà giá nó hơi đắt. Giá nó hơi đắt. Với cái giá mà mua khẩu súng sạc ở trong tử chiến thì mình có thể mua khẩu mấy khẩu shotgun kia, bắn dí nó còn uy tín hơn. Nhưng mà khẩu này cũng thuộc dạng gọi là dùng được, không dùng thì thôi. Ska rank S. Ska cá mập đen, bố các loại bố. Ska cá mập đen bắn bay sáp. Ska thì không phải bàn, quá mạnh à. SKS cũng là một khẩu súng mà ở thời điểm hiện tại thì mặc dù được tăng sức mạnh rồi nhưng mà thực ra nó cũng theo dạng là dùng cũng được mà không dùng không sao. Tức là dùng thì tốt mà không dùng thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều. Nó cũng như là chim bọ kiến thôi. Nói chung là bây giờ nó với chim bọ kiến là cũng anh em bạn bè với nhau. Đấy, anh em bạn bè với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả Spat 12. Spat 12 rank C nha. Đừng dùng. Dùng là thua đấy. Đấy, Spat 12 dùng là thua đấy. Thế là khẩu này cho hẳn rank D đi cho nó rực rỡ. Spat 12 bắn nhau với địch dùng là thua đấy. Nó dầm, nó cầm súng lục có khi bắn bạn cũng thắng. Nhấp nhấp từng phát, hỏng hẳn. Nhấp nhấp từng phát, chịu luôn. À, tiếp theo đến súng hồi máu điện. Chắc chắn là rank B. Hồi máu được nhiều. Nhưng mà dùng xong thì một lúc thì vẫn đi thôi. SVD. SVD mình sẽ vẫn để ở rank A. Tại vì SVD có khả năng xuyên keo và SVD bắn rất là mạnh. SVD nhiều game thủ vẫn đang dùng và đặc biệt trong tử chiến lúc mà chúng ta chiếm được điểm thính ấy mà mua được SVD với giá rẻ, SVD bắn rất phê. Thì trong giải đấu SVD cũng được dùng, trong giải đấu sinh tồn thì SVD cũng có được dùng và nói chung là nó cũng đảo qua đảo lại với AC80. Mặc dù AC80 bản này thì không còn phổ biến nữa. Tiếp theo là Thompson. Thompson thì cũng là theo cái kiểu là dùng được không dùng bỏ,
cái khẩu Thompson thì các skin súng của nó thì khá mạnh, nhưng khẩu Thompson thì có một điểm dở, nó không bật được ống ngắm. Không bật được ống ngắm, thế là đôi khi mà đối phương chạy ra xa quá thì nó lại không có tác dụng. Ít nhất là ví dụ như MP5 bí quá bật ống ngắm lên bắn với vẫn còn ăn được mạng. Đấy, còn nếu như mà gọi là cầm mà để gọi là cận chiến thì Thompson này cũng không ăn được MP40. Đấy, cũng không ăn được MP40 mà cũng không ăn được MP5 3 chip. Đấy, cái chính là nó lại không có ngắm, không có chip. Nó rất nhiều điểm chưa được. Mặc dù nó có cái skin hắc thạch long khá là ok. Đấy, nhưng có lẽ nó ở rank B, tức là cầm ở giai đoạn đầu game bắn nhau tí là vứt đi, đổi vào khẩu khác ngon hơn. Tiếp theo là Chogon, Chogon rank S. Chogon chắc chắn phải ở tier S, một khẩu súng mà. Cái đam 3 viên shotgun của Chogon nó rất ảo, ảo tung chảo luôn, nó bắn rất dính, rất ảo. Bắn rất đau. 3 viên nào, xong lại còn có quả phóng lựu. Một cái súng mà vừa là phóng lựu lại vừa là shotgun, hết nước chấm. Trong giải đấu Chogon cực kỳ phổ biến luôn. UMP mình sẽ để nó ở tier A. Nó UMP nó sẽ ngang với cả MP5. UMP ở trong tử chiến vẫn là một sự lựa chọn uy tín. Và các bạn biết không, trong sinh tồn ấy, UMP rất quan trọng. Tại vì khi mà các bạn được hồi sinh bằng cái thẻ nâng cấp của đồng đội ấy, cái khẩu mà các bạn cầm trong tay đó UMP. Và các skin UMP cũng rất là mạnh. Các skin như là con khủng long nhong nhong cũng rất là mạnh. Và sau này mà UMP có TS, có skin nâng cấp mà mạnh ấy, có thể nó lên TS. Hiện tại skin nâng cấp nó hơi bị A đuổi. Đấy, nó có thể nằm ở TA thôi. Nó sẽ có khá nhiều súng TA. Tiếp theo là USP. USP C nhá. USP thì có lẽ là anh em dùng khẩu ấy không nhiều. Chia sẻ thật. Tiếp theo chúng ta có đó là UZ thì nó sẽ nằm ở tier B đi. UZ thì nó cũng là một khẩu súng tình huống thôi. Nhưng mà thực tại nó cũng khi mà kiểu không còn cái khẩu RGS-50. Đấy, không còn RGS-50 thì mình sẽ dùng UZ để mình bù vào cái lượng sát thương còn thiếu. Tiếp theo đó là Vector. Liệm Vector, bây giờ Vector đôi chán được gai. Mà Vector đơn thì ai cũng ăn được nó. Buồn, nói chung là khẩu Vector đúng là kiểu một câu chuyện buồn ấy. Vector đúng là kiểu một câu chuyện buồn. Trước đây Vector từng là một trong những khẩu rất là bá, một trong những khẩu từng hùng mạnh trong FIFA ấy. Bây giờ đúng câu chuyện buồn luôn. VSS thì cũng rank C. Thật sự là VSS từ sau lúc mà nó mất đi quả chip 1, chip 2 kéo máu, không còn xuất hiện nữa luôn. Bắn như mũi đốt inox. Bây giờ ngày xưa được mỗi cái cầu máu khó chịu rồi không? Bây giờ đến chip 3 mới có cái cầu máu. Mà ai đầu tư 3 cái chip ở trong chế độ sinh tồn cho cái con VSS này? Không một ai. Thế nên nó sẽ nằm ở rank C. Và gồm XM8 cũng ở rank C. Đấy, XM8 ở rank C. Vì sao XM8 ở rank C ạ? Tại vì là khẩu XM8 này skin nó củi. Các skin nó kể cả skin chế tác hay là skin nâng cấp nó không được mạnh cho lắm. Và thậm chí là nếu bây giờ phải lựa chọn giữa AUG với XM8 thì tôi thấy AUG còn hơn. AUG skin nó bắn nó nhanh hơn, XM8 bắn nó rất là lề mề. Và thực sự XM8 bây giờ bắn không chết ai. Rất khó để có thể có được bình mạng gục với XM8. Nên nó sẽ ở rank C. Đấy, thì ok, thì đó là danh sách của 49 cái skin súng, rank skin súng mà phổ biến nhé. Còn một số những khẩu mà nó không xuất hiện ở trong chế độ từ chiến lẫn sinh tồn thì mình sẽ không xếp nó vào đây. Đấy, một số bạn sẽ hỏi CG15 đâu, rồi thì vũ khí cận chiến đâu, vũ khí cận chiến hoặc cái nỏ đâu, nỏ bây giờ tôi còn không nhìn thấy nó ở đâu luôn cơ. Đấy, thì có lẽ mình nghĩ là cái bảng xếp hạng của những cái súng phổ biến như thế này khá là ok rồi. Thì các bạn có cái muốn thay đổi gì trong cái bảng xếp hạng này, hay là có đồng ý hay không đồng ý, các bạn comment ở phía dưới nhé. Và nếu các bạn không đồng ý thì các bạn hãy thay đổi, các bạn muốn là súng nào được lên TS, lên TA, hay súng nào là phải xuống hạng nữa, thì các bạn hãy comment cái quan điểm của mình. Chúng ta rất là mở lòng, tại vì các bạn hiểu là cái bảng xếp hạng này nó là ý kiến riêng của Riaki thôi. Đấy, và nó không đại diện cho bất kỳ ai cả. Đây là chúng ta đang cùng nhau đưa ra để phân tích xem là cái bảng xếp hạng này nó có hợp lý hay không. Và các bạn nếu thấy hợp lý hay không hợp lý thì cũng đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe kênh Riaki Liver này nhá. Đấy, và chúng ta cùng nhau lên 100.000 sub nào. Ok, và bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.